Thì ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời đạo diễn ca sĩ Dương Minh Tuấn sẽ bước lên sân khấu để chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời. Và hôm nay Tuấn cũng rất là vui khi được có mặt tại một cái kỷ niệm mà 15 năm nó long trọng như thế này. Thì cũng như là cái lời hứa là Tuấn đem điện ảnh về quê hương, thì hôm nay nhân cái dịp này Tuấn cũng xin cống hiến một cái gì đó cho quê hương mình. Thứ nhất là bản thân Tuấn là một ca sĩ, nhưng hôm nay là thứ nhất là vì một cái thời tiết với đi lưu diễn ở các tỉnh miền Bắc, và thành ra là hôm nay là cái thanh quản cũng không có được khỏe, thành ra là hôm nay chắc có thể là Tuấn sẽ không có hát, nhưng mà để ngồi sẽ Tuấn sẽ ngồi xem các bạn hát để theo dõi hôm nay mình làm khán giả. Và Tuấn cũng xin là tiết lộ cái dự án phim sắp tới là Tuấn sẽ hướng của Tuấn là sẽ kết hợp với trường Đại học Trà Vinh, với câu lạc bộ của mình là tổ chức casting của buổi họp báo buổi casting phim học đường. Hồi đó giờ đi xa quê hương chưa có cống hiến, bây giờ cống hiến về cái tinh thần, cái nghệ thuật. Nếu như mà các bạn ở đây á hưởng ứng cái dự án này của Tuấn làm tại đây thì có thể cho Tuấn xin một tràng biểu quyết được không ạ? Được không ạ? Rồi, nhất định 100% sẽ làm ở đây. Và thì nếu mà vấn đề để làm ở đây thì Tuấn sẽ phối hợp với bên phía nhà trường, thì Tuấn sẽ ra cái buổi thông báo casting cũng như là cái dự án phim này. Nói chung là không biết làm cái gì cho quê hương nhà hết, thì thôi bây giờ là thấy các bạn đam mê, cũng mình cũng đam mê, thì thôi người biết chút chia sẻ cho nhau, chia sẻ qua chia sẻ lại. Thì rất là mong các bạn hưởng ứng dự án phim này của Tuấn. Thì thôi bây giờ á, thì không có hát được, lỡ lên tới đây rồi, thì thôi bây giờ để Tuấn gợi nhớ một cái nha. Có nói nhớ không thành lời, anh yêu em yêu thế thôi. Có nói gì em cũng đã rời xa hết rồi. À, cũng muốn hát hết một bài nhưng mà hôm nay là vì cái thời tiết với cái thành quả của Tuấn nó rất là đau, thì hôm nay là nói chuyện như thế này cũng rất là cố gắng, nhưng mà thật ra lỡ hứa về đây rồi thì thôi, không hát được thì cũng có mặt và mình chia sẻ một cái dự án nào đó để cho quê hương Trà Vinh mình, và rất mong một ngày nào đó quê hương Trà Vinh của mình ngày càng phát triển và ngày càng xa hơn nữa. Được không ạ? Em hết hơi rồi, khang cả tiếng rồi, thì thôi bây giờ đi ơi, em xây chương trình ơi, lên nhận là cái video dùng anh đi nói chút xíu nữa, dạ mà rất là đông nhà 8-7 chiếc nữa luôn rồi. Trời ơi, tôi nói tới cái đó mà tính như trên trình cái video, tôi hát nữa bây giờ nữa nè. Thôi một lần nữa xin chào hẹn gặp lại, chắc có lẽ em đi tấu hề được hơn cả. Vâng ạ, xin được cảm ơn ca sĩ Dương Minh Tuấn rất nhiều.